Thân ái gửi lời chào đến quý khán thính giả cùng với chúng tôi trong chương trình mỗi tuần một vấn đề hôm nay. Và kính thưa quý vị, kể từ ngày 19 tháng 1 năm 1974, sau khi trận hải chiến Hoàng Sa được xảy ra giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân của Trung Cộng, thì đến ngày đó, sau năm 1975, 39 năm, hàng triệu người đã bỏ nước ra đi. Tuy nhiên, không một ai trở lại vùng mà đã gây ra một cái cuộc giao tranh, nói đến một sự mất mát quê hương của chúng ta. Thì đến ngày 17 tháng 5 năm 2014, sau 15 ngày giàn khoan của HD 981 trở lại vùng biển của xâm nhập lãnh thổ của Việt Nam, thì nhà báo Vũ Hoàng Lân đã được tháp tùng và trở lại vùng có thể nói năm xưa đã giao tranh giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Trung Cộng. Thì kính hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị nhà báo Vũ Hoàng Lân và cùng với nhà báo Nguyễn Cần trong chương trình mỗi tuần một vấn đề. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân đã nhận lời mời đến với Lido Sài Gòn TV chúng tôi trình bày về chuyến đi của anh tại vùng biển Hoàng Sa. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ chúng ta sẽ lấy làm lạ tại sao có một nhà báo hải ngoại là người Việt đã từng rời khỏi Việt Nam sau năm 1975 lại có cơ hội trở lại một cái vùng mà có thể nói giao tranh trong có thể nói bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra. Trong điều kiện nào mà anh được trở lại làm cái công tác mà trở lại cái vùng để nhìn thấy cái giàn khoan 981, thưa anh Vũ Hoàng Lân? Trước khi trả lời anh Đoàn Trọng, xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Little Sài Gòn TV. Chào nhà báo Đoàn Trọng, cũng kính chào nhà báo Nguyễn Cần. Để trả lời câu hỏi của nhà báo Đoàn Trọng, thì cái việc đi ra Hoàng Sa, vùng nóng Hải Dương 981, giàn khoan Hải Dương 981 lần này là vô cùng là tình cờ. Thực ra tôi đi về Việt Nam chuyến này là từ ngày 15 tháng 4 để tham gia vào chuyến đi Trường Sa từ ngày 17 tháng 4 cho tới ngày 18 tháng 4 tới ngày 27 tháng 4 đi ra chuyến Trường Sa. Sau đó, sau chuyến Trường Sa, có lẽ hy vọng có một dịp nào đó cũng sẽ kể chuyện với lại anh Đoàn Trọng cũng như khán thính giả. Chuẩn bị về, dự định là về vào ngày 15 thay tháng 5 là tôi trở về Hoa Kỳ sau chuyến đi đó. Tuy nhiên còn một vài ngày ở Sài Gòn và tôi cũng đó có đi qua Bangkok một vài ngày. Khi trở lại Sài Gòn thì vào ngày 2, ngày 3 gì đó tôi có nghe về cái vụ giàn khoan Hải Dương 981 đã đặt ở vùng biển Việt Nam. Và lúc ấy báo chí bắt đầu nói tới một phóng viên trong báo Tuổi Trẻ là anh... Phóng viên tên là Viễn Sự, là một trong những người đầu tiên đã đi ra cái chuyến Hoàng Sa đó. Và vô tình anh ấy cũng là cái người đi cùng tôi ở chuyến Trường Sa trước đó vài tuần. Thành ra tôi cảm thấy là như vậy, có vẻ là đăng ký để đi cái chuyến ra Hoàng Sa này không đến nỗi là không thể. Do vậy tôi tìm cách liên lạc với phía Bộ Ngoại giao cũng như là một số nơi khác, Cục Kiểm ngư Việt Nam cũng như là phía Sở Ngoại vụ Đà Nẵng là cái nơi là người ta thường đi từ đó ra. Sau một số ngày tôi yêu cầu thì cuối cùng họ đã cho tôi tháp tùng một cái chuyến đi của Cục Kiểm ngư. Không được đi bình thường như những cái chuyến trước đó là đi cùng với những cái nhóm nhà báo trong nước hoặc ngoài nước. Nhưng chuyến đi này tương đối là hơi gấp rút và đặc biệt, cho nên họ cho tôi đi cùng với lại các viên chức của Kiểm ngư, trong đó có ông cục trưởng là ông Nguyễn Ngọc Oai. Thưa anh. Thưa anh Vũ Hoàng Lân, là một nhà báo từ hải ngoại trở về mà anh đến một cái điểm đóng như vậy, anh có tốn tiền không? Anh có nào, anh có nghĩ là khán giả chúng tôi muốn biết anh có đút lót gì tiền để đi được không ạ? Câu hỏi đó rất là có lý, tại vì cái chuyện đó chưa từng xảy ra. Thực ra thì không tốn tiền gì cả, và ngược lại, trong suốt chuyến đi đó là phía bên phía Việt Nam hoàn toàn đài thọ tất cả những cái chi phí ở trên tàu, ăn uống, đi ra ngoài đó là hoàn toàn miễn phí. Chỉ có những cái chi phí ở trong bờ, mình đi từ Hà Nội, lúc ấy tôi đang ở Hà Nội, bay ra Đà Nẵng thì phải tự mình lo, rồi từ đó bay đi. Mà thực ra mà nói, cho tới bây giờ thì chắc mọi người cũng đã rõ, trong cái vụ Hoàng Sa này, phía Việt Nam rất là muốn đưa cái tin tức ra bên ngoài. Do vậy là đã rất cởi mở một cách bất ngờ đối với nhiều cơ quan báo chí trong nước, rồi bây giờ là đối với lại các cơ quan báo chí quốc tế cũng như là kể cả các cơ quan báo chí của người Việt ở hải ngoại. Nhà rất báo, là dễ dàng. Nhà báo Nguyễn Cần, khi ông cũng là gắn liền với cái việc nghề làm báo từ lâu, khi anh nghe tin nhà báo
Vũ Hoàng Linh nói về Vin đi vậy, anh có nghĩ một cá nhân Vũ Hoàng Linh đi được, hay là ít nhất cũng có một cái thế lực nào mới có thể giúp anh đi một cách dễ dàng như vậy, như phải không nhà báo Nguyễn Cạch? Thì mấy lâu nay thì mình coi cái phố Buôn Sa, mình thấy những cái video của anh Vũ Hoàng Linh anh chiếu ở trên đó, thì mình nghĩ rằng là anh này là lấy đủ tất cả mọi khía cạnh của tất cả những vấn đề ở trong nước cũng như ngoài nước rồi bỏ lên trên đó. Thì có lẽ là nhờ những cái hình ảnh đó anh ta được họ coi như là anh ta làm việc cũng có vẻ trung thực, thành ra họ cho đi thôi. Thế thưa, cái chuyến đi trên chiếc tàu của cục kiểm ngư, anh là nhà báo duy nhất hay còn có nhà báo nào đi với anh không? Chuyến đi đó thì lẽ ra tôi là nhà báo duy nhất, nhưng sau khi tới Đà Nẵng thì ở một ngày, thì ngày hôm sau tôi lại được nhận biết tin là có thêm hai nhà báo của VTV1 là chương trình truyền hình trong nước đó. Hai nhà báo đó vừa mới xong một cái công việc ở một cái đảo nào đó ở gần Đà Nẵng, do vậy họ cũng tháp tùng họ đi tiếp. Ngoài ra còn có thêm một nhà báo của cái cơ quan gọi là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, là tức là cái bộ chủ quản của Cục Kiểm ngư đó, thì có tổng cộng là các nhà báo như vậy. Kính thưa quý vị, chuyến đi của anh Vũ Hoàng Linh xuất phát từ gọi là bên cái biểu Tiên Sa, cái biển bãi biển Tiên Sa, cảng Tiên Sa, cảng Tiên Sa Đà Nẵng, Đà Nẵng ngày xưa, nơi đặt bộ chỉ huy bị Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải ngày xưa. Thế trong cái chuyến tàu anh đi từ đó đi ra, mà khi anh thấy giàn khoan thì trên tàu đó có bao nhiêu người tất cả? Trên chiếc tàu tôi đi đó, yeah, thì có lẽ là không đếm, nhưng mà mình nghĩ là chắc cỡ chừng chắc là khoảng 3 tiểu đội, tức là cộng kể cả khách là... Trời ơi, ông nhà báo Vũ Hoàng Linh hôm nay lại xài chữ quân đội, biết 3 tiểu đội. Mỗi tiểu đội là 12 người phải không? Vâng. Thì là một nhóm đi ra là khoảng cỡ chừng 12 người. Như vậy. Còn ở ngoài đó là có cỡ khoảng chừng 20 mấy người, thì mình tính nó nhắm chừng là 2 tiểu đội. Wow, anh tiến triển quá xa. Mà thưa anh Vũ Hoàng Linh, từ cái lúc anh rời cảng Tiên Sa đến cái khi anh nhìn thấy được cái giàn khoan, tổng cộng là anh ở ngoài biển bao lâu tất cả mới thấy được cái giàn khoan? Tối 6 giờ tối rời cảng Sông Thu, Đà Nẵng. Cảng Tiên Sa thì là cảng quân sự, cho nên không đi từ đó mà đi từ cái cảng Sông Thu, cũng trong cái khu vực đó thôi. Đi ra 6 giờ tối đi ra thì tôi nhớ dường như là khoảng cỡ trưa hôm sau, là khoảng sau 12 giờ trưa hôm sau là bắt đầu là thấy tới cái vùng mà rất nhiều tàu bè, và xa xa cũng nhìn thấy cái giàn khoan Hải Dương 981 mờ mờ ở xa. Thì theo mà mọi người nói thì khoảng cỡ chừng 8 cho tới 10 hải lý cách cái giàn khoan đó. Anh Vũ Hoàng Linh, anh cũng đã rời quê hương của chúng ta một thời gian dài, anh đã cũng từng nghe những cái gì xảy ra trên cái thềm lục địa của chúng ta. Khi anh nhìn cái giàn khoan đó, anh có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi cái tâm tư lắng động của anh như thế nào lúc đó, thưa anh Vũ Hoàng Linh? Cái câu hỏi liên quan tới những cảm giác đó thì tôi cũng hay bị các nhà báo trong nước hỏi liên quan tới cảm giác khi ra tới đó như thế nào, hay là cảm giác đi ra Trường Sa thế nào. Thường câu hỏi của tôi trước khi tôi trả lời, tôi phải nói như thế này: khi đi làm công việc báo chí đó, thì tôi cố gắng giữ cho mình cái xúc cảm nó không có, tức là càng vô cảm chừng nào thì mình dễ làm công việc báo chí chừng đó. Đó là cái cách của riêng như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên như anh nói, thì khi mà nhìn thấy cái giàn khoan như vậy thì mình nó có một cái gì đó lạ lùng lắm. Nó giống như là anh có cái cảm giác là anh ở trong nhà, nhà của anh, nhưng mà lại có cái người lạ vào nhà anh đứng một cách rất nghênh ngang, và anh không làm gì hơn được trong cái thời điểm đó để mà yêu cầu cái người lạ đó đi ra ngoài. Kính thưa quý vị, nhà báo Vũ Hoàng Linh đến định cư tại Hoa Kỳ cũng giống như tất cả những người Việt hải ngoại chúng ta có điều kiện sống tại California, và trong những cái biến chuyển dồn dập đã đưa đẩy anh có cơ hội trở lại một cái vùng mà có thể nói nơi xưa kia đã bao nhiêu người biết đến, và cũng từ cái vùng đó gây nên nhiều cái lời có thể nói bản qua tiếng lại, mà mọi người đều nghĩ đến quê hương Việt Nam, bảo toàn lãnh thổ cùng từ đó. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một ít thông tin thương mại, và cùng quý vị cùng với chúng tôi theo dõi những sự kiện nóng bỏng tại giàn khoan HD981. Kính thưa quý vị, đến ngày hôm nay là 35 ngày, giàn khoan HD981 đã có mặt tại thềm lục địa của chúng ta, và có thể nói sự việc vẫn chưa thấy có một cái dấu hiệu gì tiến triển là liệu chúng ta có thể đuổi giàn khoan đó ra khỏi lãnh hải của chúng ta hay không. Anh Vũ Hoàng Linh là một cái ký giả nhà báo, có một cái cơ quan truyền hình của anh là hiện nay anh làm việc cho cơ quan nào?
Phố Bosa TV thưa anh. Phố Bosa TV. Cái lúc anh ra đến ngoài đó, anh có thể chia sẻ chúng tôi ngắn gọn rằng là cái hiện trường ở đó như thế nào? Ra tới nơi thì ban đầu tôi thấy tàu, dĩ nhiên là thấy giàn khoan, và xung quanh giàn khoan thì rất nhiều tàu. Ban đầu thì mình cũng không có rành lắm, cho nên mình nhìn thấy tàu là mình rất rẫn lộn, không biết đâu là tàu Trung Quốc, đâu là tàu Việt Nam, rồi tàu Việt Nam đâu là tàu kiểm ngư, đâu là tàu cảnh sát biển. Phía Việt Nam với chủ trương chỉ có tàu ngư dân thì phân biệt được. Thì rất nhiều tàu thấy ngổn ngang ở ngoài đó thưa anh. Thì theo như anh cần thấy cái sự kiện nó ngổn ngang như vậy thì cái lúc đó thì bên phía bên mình phải có một cái chiếc tàu gọi là soái hàm chỉ huy cho thưa anh cần. Không, cũng phải như vậy, bởi vì cái chuyện này là Việt Nam biết trước. Bởi vì Trung Quốc đã làm cái này ở bên bãi Đá Cạn ở bên Philippines rồi. Thì những cái chiến thuật của họ, định danh cái chiến thuật của họ gọi là chiến lược bắp cải. Bắp cải anh biết rồi chứ gì, ở trong lớp, nên lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp thứ tư, lớp thứ ngoài lần lần. Thì họ nói như vậy. Ví dụ bây giờ họ trình bày rõ ràng là khi họ vây một cái đảo, họ sẽ vây như thế nào. Ở trong là tàu đánh cá. Rồi từng lớp thứ hai là mới là tàu hải giám, tức là tàu của cảnh sát đó, cảnh sát biển đó. Rồi đến cái lớp thứ ba mới là chiến hạm. Thì họ nói ra họ không có đánh gì cả, cứ vây như thế. Năm này qua tháng khác thì cái đồi đóng ở trong đó họ không có ăn nữa thì bỏ đi thôi. Đó. Thì bây giờ ở đây cũng vậy. Thì khi làm một cái giàn khoan như vậy thì họ cũng bao nhiêu lớp, bao nhiêu lớp ở trong cùng tàu hải giám, tàu đánh cá, rồi mới đến đến nhưng các chiến hạm. Nhưng mà nhà báo Nguyễn Cần, chúng ta phải hỏi anh Vũ Hoàng Linh mới được, tại vì anh là cái đó người bây giờ anh thấy như anh, thế nào? Anh thấy thế thì anh có nhận định được chiếc tàu nào là của Trung Quốc, chiếc tàu nào là của Việt Nam, chiếc tàu nào là của thuyền đánh cá, cái sự kiện nó xảy ra như thế nào thưa anh Vũ Hoàng Linh? Về mặt nhìn thấy đó thì cả sau mấy ngày thì mình bắt đầu mình có thể nhận dạng ra được sơ sơ là tàu nào là cái, theo cái cách sơn màu của họ. Dĩ nhiên tới gần thì mới thấy cờ thì mình phân biệt được tàu nào là tàu của Việt Nam. Thì sau một vài ngày thì nhìn thấy được thưa anh. Như là nhà báo Nguyễn Cần có nói liên quan tới cái vấn đề tàu chỉ huy đó, thì theo tôi biết là ở ngoài đó có hai chiếc tàu lớn, đó là tàu cảnh sát biển CBS 8001 và CBS 8003. Chiếc tàu 8001 là một chiếc tàu có thể nói là cái tàu chỉ huy nhiều cái tất cả những cái thông tin liên quan như là anh nói là cảnh sát biển đó, vâng. CBS, vâng. Thì chiếc tàu đó tôi cũng đã có dịp lên. Nhưng mà khi anh ra đến cái hiện trường giàn khoan rồi thì anh thấy rõ rằng là họ muốn đem anh ra để làm cái gì không? Nói họ muốn đem nó ra thì cũng không đúng. Như hồi đầu mình nói là tôi yêu cầu được ra. Và họ có nói là sẽ đợi một vài ngày để họ có thể sắp xếp một chuyến tàu của các nhà báo quốc tế, tại họ coi như mình không phải là nhà báo trong nước. Nhưng mà tôi có nói là tôi không có nhiều thời giờ ở trong nước để đợi đó, thì cố gắng cho tôi bất cứ chiếc nào. Thì cuối cùng họ ghép vào một cái chiếc tàu là của Cục Kiểm Ngư. Thì cụ thể cái chiếc Cục Kiểm Ngư đó ra đó là thứ nhất là họ để đem những cái quà tặng của các cơ quan, đặc biệt là của Bộ Nông nghiệp ra cho các cái tàu xung quanh đó, coi như là một công tác gọi là đi ủy lạo đó. Cái thứ hai là để cho cái vị cục trưởng Cục Kiểm Ngư đó, vị đó đi ra để mà nắm trực tiếp tình hình để vô làm việc. Đó là việc của họ. Còn việc của tôi là coi như là đi tới đâu thì mình làm công việc tới đó. Nhưng mà cái điểm chính mà khán thính giả chúng tôi muốn hỏi anh ra đó trong cái thời gian đó, anh thấy có bao nhiêu lần bắn cái súng hơi đó, tự nhiên bắn nước đó, thì bao nhiêu lần anh thấy cái đó? Thật là đáng tiếc cho mình. Mình thì là nhà báo, mình muốn có những cái hành động đó xảy ra để mà mình ghi nhận qua ống kính của mình để tường thuật. Nhưng đối ngược lại, đối với chuyến tàu đó là chuyến tàu của Cục Kiểm Ngư, nhiều viên chức Cục Kiểm Ngư trên đó, cũng như là có ông cục trưởng trên đó. Cho nên là chuyến tàu đó thì lại được bảo vệ một cách an toàn hơn những chiếc tàu bình thường. Và khi anh nói bảo vệ an toàn là cái như thế nào gọi là bảo vệ an toàn? Nghĩa là thế này, hiện nay tàu Trung Quốc họ bọc xung quanh cái giàn khoan Hải Dương 981. Thời điểm đầu thì họ đợi khoảng chừng 3-4 hải lý, khi tàu Việt Nam đưa vào đó thì họ sẽ xua ra tấn công, bao vây và tấn công. Về sau tới cái khoảng thời gian tôi ra đó là ngày 17 tới ngày 20 đó, thì cái khoảng thời gian đó thì là họ gia tăng cái độ xa, là tức là vô khoảng cỡ chừng 6-7 hải lý là họ sẽ tấn công. Thường nếu tàu đi với các nhà báo thì họ cũng sẽ sẵn sàng, Việt Nam sẽ sẵn sàng đưa gần tới để có gì tiếp cận mà Trung Quốc mà có tấn công thì sẽ có các nhà báo ghi nhận. Nhưng chiếc này thì là họ lại tránh không có tới gần quá để mà giữ cái sự an toàn cho cái nhóm trong đó.
Do vậy là thường thường cái tàu tôi cỡ chừng 8 hải lý cách Giang Khoang. 8 hải lý. Thế thì lần cái lúc mà cái tiếp cận giữa tàu Trung Quốc với anh á, thì cách xa gần nhất là cái điểm gần nhất là anh ghi nhận cỡ bao lâu? Bao nhiêu? Gần nhất là tôi nhớ cái lần đó là sau đi với mọi người thì có khoảng cỡ chừng 6-7 chiếc tàu của Trung Quốc họ lao thẳng vào cái tàu kiểm ngư này. Mặc dù là đi lúc đó xa cỡ khoảng chừng vẫn nói là khoảng cỡ chừng 8 hải lý đó, thì họ cứ đi thẳng vào. Cái đó là không có đúng nguyên tắc của tàu trên biển, như các anh biết là không bao giờ mà đi tàu đâm vào tàu khác như vậy cả. Nhưng mà rõ ràng họ ở cái thái độ là 6-7 chiếc họ đâm vào như vậy. Thì tôi cũng có quay được rất rõ, nhìn trên biển trời nó trong đó, cho nên rất rõ. Và hỏi các vị xung quanh đó thì các vị đi biển thì họ rành, họ nói cái đó nó khoảng cỡ chừng 1 hải lý. Một hải lý đó, là nó nhìn thế, nó rất cái là lúc, gần. Thế thưa anh Vũ Hồng Lân, khi anh cái hai chiếc tàu mà tiếp cận nhau cỡ 1 hải lý thì những cái hành động gì xảy ra hai bên? Thì tàu Việt Nam thì cái chiếc tàu của tôi đi thì họ đi đi vòng vòng qua ngoài thôi, họ không tiếp cận gần nữa. Còn tàu Trung Quốc thì cứ nhắm vào đó. Thì cái này đi một lúc độ khoảng cỡ chừng 10-15 phút sau thì có vẻ nó hơi xa hơn, thì tàu Trung Quốc họ không tiếp tục đâm vào nữa. Thế thì trên cái lần anh trả lời với cô Trà My của đài VOA thì anh nói rằng là anh nghe những cái tiếng mà có tuyên truyền qua lại giữa hai bên, cũng giống như đưa những cái banner lên. Thì anh thấy anh có nhìn thấy được cái cảnh tượng đó không, hay là anh chỉ nghe nói lại? Cảnh tượng đó thì về cái banner thì thấy tàu nào cũng để banner trên tàu bằng tàu tiệp Việt Nam đó, mà để bằng tiếng Hoa. Do vậy mình hỏi người ta thì đó là cái gì, thì người ta nói đây là những cái banner, nội dung của nó là Việt Nam và Trung Quốc là những nước anh em, chúng ta là có cái tình hữu nghị lâu đời, vân vân, đại khái như vậy, để có lẽ là để nhắc nhau như vậy. Còn tôi cũng có nghe kể lại, các cái vị thuyền trưởng họ kể lại, họ nói là khi mà tiếp cận gần vào đó thì tàu Việt Nam khi mà đi vào gần đó, cái mục đích đi vào gần là họ để họ tuyên truyền cho Trung Quốc biết rằng là cái loa nó nói ra đó là đây là vùng biển của Việt Nam, Trung Quốc đã vào vùng biển của Việt Nam, đề nghị Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam. Đó là cách của Việt Nam nói như vậy. Thế thưa nhà báo Nguyễn Cần, qua cái sự việc mà anh Vũ Hoàng Lân vừa mới nói, thì cái hành động đó thì anh đánh giá cái hành động đó là như thế nào giữa hai bên, thưa nhà báo Nguyễn Cần? Tôi nói với anh này, tại anh phải đọc những cái bài phân tích của những cái báo New York Times, mấy tờ đó anh mới thấy. Họ nói rằng là cái hành động của Việt Nam á, là chỉ để tuyên truyền cho tổng nước thấy rằng là chúng tôi đã chống lại Trung Quốc đây, chứ còn thật sự ra cái lực lượng đó làm sao mà chống, chạy vòng vòng chạy qua chạy lại, cũng có một vài chiếc thuyền bị tàu Trung Quốc đâm, cũng có được khoảng ngày hôm nay nghe nói đến 11-12 chiếc gì rồi. Vậy là anh cho nhưng mà mục đích là để biểu diễn, để quay phim lên cho trong nước thấy rằng là chúng tôi đã thật sự chống Trung Quốc rồi, là mục đích là chừng đấy, mục đích là tuyên truyền, bởi vì cái chiến dịch này họ đã biết trước rồi đấy. Thì mục đích là tuyên truyền anh thôi. Nghĩ sao khi nhà báo Nguyễn Cần nói như vậy anh? Nhà báo Nguyễn Cần nói như thế tôi nghĩ đúng một vế mà thôi, còn một vế nữa là họ đồng thời họ cũng tuyên truyền ra bên ngoài. Đó là lý do mà họ mời rất nhiều nhà báo quốc tế, và tôi biết là có CNN, AP, Reuters, và các nhà báo Nhật, nhà báo Đức rất nhiều, là họ muốn làm như vậy để mà các cái tờ báo, các cái cơ quan đó đưa ra bên ngoài để lấy cái dư luận quốc tế, và cho thấy hiện nay có vẻ đã hữu hiệu khi mà quốc tế bắt đầu lên tiếng, Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều nước khác bắt đầu lên tiếng. Cái điều đó có nghĩa rằng là chuyến đi của anh là một trong những thành phần ở trong cái chiến dịch tuyên truyền đó. Tôi nghĩ là vậy. Anh tuyên truyền đó. Thế nếu cái khi mà ở Đà Nẵng, ở Tiên Sa họ cho biết rằng chuyến đi của chúng tôi với mục đích tuyên truyền, anh có đi hay không? Bất cứ vì mục đích gì tôi cũng đi cả. Tuyên mà nhiên. Thật ra tôi cũng có nói với họ là tôi biết rằng cái chuyến này là sẽ đi với các vị, cho nên nó sẽ rất an toàn và tôi sẽ có khả năng là sẽ không có thấy những vụ đụng chạm đó. Nếu được khi ra ngoài đó chuyển dùm tôi cho bản thân mình tôi thôi, qua một cái tàu cảnh sát biển nào đó hoặc là tàu kiểm ngư nào đó nó có thể tiếp cận gần hơn để có thể quay được những cảnh đó, thì họ cũng ậm ừ, họ nói để tính, nhưng mà cuối cùng thì cái chuyện đó đã không diễn ra, và mình cũng không hỏi được nhiều khi mà đi vào những cái việc như vậy. Thưa anh Nguyễn Cần, thì sáng nay ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, đã cho biết rằng là Việt Nam vẫn cứ tiếp tục áp dụng một cái chính sách gọi là kiềm chế và làm sao để có những cái giải pháp hòa bình xảy ra. Anh nghĩ một cái câu trả lời ngắn gọn thì anh nghĩ là tôi có đọc cái chữ kiềm chế đó, nhưng mà tôi nghĩ là Việt Nam cái lực lượng mà cái kiểu biểu diễn và hành quân xung quanh cái cơ sở đóng quân của hải quân như vậy không có kiềm chế gì không cả. Có kiềm chế được, cái đó là biểu diễn thôi. Biểu diễn thôi chứ không có kiềm chế gì cả.
Anh Nguyễn Linh nghĩ sao khi nhà báo Nguyễn Cần nói là biểu diễn thôi? Mình thì nhìn ở góc độ khác như thế này, mình thấy rất rõ ràng sau khi đã đi và cũng coi như là cũng tiếp xúc được với nhiều thì mình nhìn thấy cái chiến thuật của Việt Nam rất rõ ràng hiện nay theo tôi nhận xét nó thế này. Ngay tại thực địa đó thì họ sẽ mỗi ngày họ đưa cái tàu của kiểm ngư vào tiếp cận để mà làm cái chuyện tuyên truyền như mình nói đó, và để cái chuyện mà gọi là để quay phim tất cả những cái hành động của Trung Quốc để cho thấy là Trung Quốc họ tấn công Việt Nam. Đó là cái việc thứ nhất ngay tại hiện trường. Việc thứ hai là họ tuyên truyền rất mạnh ở dư luận trong nước cũng như quốc tế để mà lấy cái dư luận lợi về phía Việt Nam. Và cái điểm thứ ba là có những cái buổi họp ở cái mức độ cao cấp giữa hai bên để mà giải quyết vấn đề. Kính thưa quý vị đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị về những gì đang xảy ra tại Hoàng Sa mà dưới mắt của một nhà báo hải ngoại. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì tất cả các tin tức ghi nhận được từ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra một cái chiến lược để đối đầu lại vụ giàn khoan HQHD981. Và cái chủ trương của ông Nguyễn Tấn Dũng gồm có 3 điều. Cái điều thứ nhất là ông đưa ra một cái chính sách kiềm chế và tránh va chạm. Và cái đến thứ nhì là ông mở một cái chiến dịch ngoại giao bao quát trong khu vực và liên đến tất cả những cái quốc gia gắn liền ở trong khu vực. Và cái điểm thứ ba cũng rất là quan trọng là vấn đề đưa cái vấn đề này ra công pháp quốc tế. Thưa anh, nghĩ đến bây giờ thì dưới cái tầm nhìn của anh, kiềm chế như thế nào thưa anh Vũ Hằng Linh? Tôi nghĩ kiềm chế là cái này nó chủ quan thôi. Nó là một cái giải pháp gọi là hợp lý nhất đối với Việt Nam hiện nay. Trong cái tình hình hiện nay là họ phải cần kiềm chế. Thứ nhất là không thể để gây ra một cái việc mà Việt Nam là cái nước mà khởi đi cái việc mà bạo động trước, thì nó không hoàn toàn không có lợi cho tình hình Việt Nam. Do vậy cái sự kiềm chế đó nó phải tới mức gọi là tối đa có thể làm được. Do vậy mà chúng ta thấy rất nhiều cái cảnh mà tàu Trung Quốc phun hoặc là tàu Trung Quốc đâm mà Việt Nam vẫn cho tới nay vẫn như thế. Kính thưa quý vị, nếu quý vị có điều kiện nhớ lại trang sử của Việt Nam vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Vào thời điểm đó, Việt Nam Cộng Hòa và ngày nay Việt Nam cũng giống nhau. Tất cả hai phương diện đều họ cô đơn và không có một cái liên minh quân sự nào với họ. Lúc đó Hoa Kỳ không còn là cái người đồng hành với trên chiến trường Việt Nam. Bởi thế, ngày hôm nay ông Nguyễn Tấn Dũng đã học được bài học đó và ông đưa ra một cái chính sách là kiềm chế. Kiềm chế có nghĩa là theo tất cả các dư luận quốc tế cho rằng là Việt Nam sẽ không bao giờ nổ súng trước. Đó là kiềm chế. Và điều nổ súng trước để làm gì thì cũng giống một cái bài học của cái chiến hạm 10 đã chìm xuống và bao nhiêu người đã nằm xuống và vấn đề Hoàng Sa vẫn lọt vào tay Trung Cộng. Thế thì anh nghĩ rằng đến bây giờ tất cả những cái lực lượng của kiểm ngư cũng giống như cảnh sát biển ra đó để làm gì? Tuyên truyền giữ cái đó để rồi không, ngay cả những cái thường dân, ngay cả ngư dân Việt Nam họ cũng không bảo vệ được, để cho tất cả các nhà tàu Trung Cộng họ đến họ đâm, tàu Trung Cộng họ đâm chìm. Thì anh nghĩ rằng, anh là người hiện thực ở tại cái thực địa đó, anh nghĩ rằng họ đã làm đúng cái vai trò của cảnh sát biển và kiểm ngư chưa thân quản lý? Mình không thể, tôi không muốn ở trong cái vai trò trả lời giùm cho cái phía nhà nước Việt Nam họ đang làm gì. Nhưng mà theo cái nhận định rất cá nhân, rất chủ quan, mình thấy rằng là với cái số lượng tàu đó, với cái số lượng mà lực lượng đôi bên như vậy, Việt Nam bây giờ họ đang chủ trương là tiến vào để mà tạo ra những cái tang chứng rõ ràng. Nên nhớ, nếu Việt Nam không tiến vào những cái khu vực 3-4 hải lý mà cứ giữ ở ngoài 10 hải lý sẽ không có những cái chuyện mà phun xịt hoặc là cái chuyện đâm tàu. Mà nếu Việt Nam đi vào thì mới có chuyện đó xảy ra. Do vậy, nếu tinh ý chúng ta sẽ thấy rằng là đó là Việt Nam rất chủ động trong những cái việc mà có xảy ra cái vụ đó. Khi họ tiến vào, họ được, thứ nhất là họ báo cho phía Trung Quốc biết rằng là Việt Nam vẫn luôn luôn không công nhận Trung Quốc trong cái chủ quyền đó. Cái thứ hai, họ quan sát là cái tàu đó đang làm những cái điều gì, đã thả neo hay chưa, đã làm cái gì trên tàu hay chưa. Và cái thứ ba là rõ ràng là để thu thập những cái tang chứng để mà đưa ra ngoài dư luận quốc tế. Càng ngày, nếu mà thấy rõ ràng đó là càng ngày cái dư luận nó càng thuận lợi hơn cho phía Việt Nam. Tôi thấy nhà báo Nguyễn Cần có vẻ ông ngồi ông lắc đầu, chắc có lẽ ông cho rằng chắc không có đủ trình độ để mà hiểu được cái vấn đề này hay sao, ông nhà báo Nguyễn Cần? Tôi thấy cái trường hợp này hoàn toàn khác với trường hợp của Việt Nam Cộng Hòa 1974. Bởi vì trường hợp của Việt Nam Cộng Hòa mình không biết gì hết, tự nhiên Trung Quốc là tới nó chiếm thôi. Tại sao ông nói là Việt Nam Cộng Hòa không biết gì hết? Lúc đó Trung Quốc nó bắt đầu bao vây rồi ấy, thì mình mới báo động.
thì mình đọc cái ông Hồ Văn Kỳ Thoại á, trong cái nhà báo người gần ông cứ chỉ dựa vào những cái ông bây giờ rồi ông kể lại như vậy thì anh đến khi đó mới huy động, thì tổng thống đang còn ở Đà Nẵng mà ông hỏi nói rằng là ông Thiều là bây giờ như thế mình sẽ đối phó như thế nào, còn ở đây biết trước cả một năm rồi, làm sao ông biết được người ta biết trước một năm? Khi mà Trung Quốc làm xong giàn khoan và đặt ở giữa Hồng Kông và đảo Hải Nam thì Việt Nam, Mỹ của Philippines biết rằng là anh ta sẽ đem ra Biển Đông. Chưa nhà báo, nhà báo Nguyễn Gần, cho tôi ngưng ông lại một chút xíu thôi. Ông xây một cái sân banh, tất nhiên điều đó sẽ có những cái trận đá bóng xảy ra. Và thì họ xây giàn khoan, người ta biết như vậy thôi. Bước này đâu, những cái bước sau nữa. Bây giờ Trung Quốc sau khi cắm ở chỗ đó rồi sẽ đi chỗ nào, người ta tiên liệu trước và bây giờ đối phó như thế nào. Bởi vì như Việt Nam bây giờ không ai mà ra đi đối phó với quân sự với Trung Quốc cả. Bởi vì súng ống của mình không có gì là một. Thứ hai, nó để 4 cái hoạt tiền ở trong đảo Hải Nam á, là hoạt tiền tầm trung, có thể bắn đến 5.000 cây số. Thì như vậy bây giờ một chiếc tàu hay một gì có xảy ra chuyện gì, nó phóng một trái là coi như mình tiêu. Thành ra bây giờ không có một cái người nào chỉ huy quân sự, không ai đem ra hành quân để mà đối phó một trận như thế này. Chỉ còn cách là để chứng tỏ rằng là tôi phản đối anh về cái chuyện này. Thế thôi, mục đích là chừng đấy, chứ còn nói để chống lại là không có. Thế thì thưa anh Vũ Hoàng Linh, nhà báo Nguyễn Cần nói mục đích chúng tôi để chống lại sự việc này, để đến rồi ngày 15 tháng 8 họ kiếm được dầu hôi họ ở lại đó, hay là ngày 15 tháng 8 họ đi, thì điều đó nó nói lên cái điều gì? Thưa anh Vũ Hoàng Linh, anh là cái người ở tại cái hiện trường thì anh thấy như thế nào nè? Ở hiện trường và cũng may mắn được nghe những cái bàn bạc giữa họ với nhau. Đôi khi có những chuyện không thể disclose ra được, không thể giàn trải ra được trong công luận. Thì mình hiểu rằng rõ ràng Việt Nam họ đang kéo dài thời gian để cho thấy là một lần nữa cho thấy là Trung Quốc họ đang làm cái điều sai ngay trong cái khu vực đó. Cái thời điểm 15 tháng 8 hoặc là 30 tháng 8 gì đó là có lẽ ai cũng đang trông đợi, phía Việt Nam cũng đang trông đợi và phía Trung Quốc có lẽ cũng đang nín thở để trông đợi, và công luận cũng đang trông đợi. Thế có khi nào anh nghĩ rằng với một cái nhà báo như anh đã từng đi nhiều nơi, đã từng biết bao nhiêu chuyện, anh nghĩ rằng phải cần thời gian để Trung Quốc họ mới biết được họ làm sai hay sao? Có khi nào anh nghĩ rằng hai bên đều biết họ làm sai và họ vẫn tiếp tục làm, đó là một cái kịch bản họ đang đóng tại Biển Đông, thì điều đó nó nghe nó hơi thuyết phục đối với những người làm báo mình chứ anh Vũ Hoàng Linh. Chứ không thể nào một nhà báo Vũ Hoàng Linh mà nói rằng để chờ thời gian để cho họ Trung Quốc họ biết lỗi lầm của họ để làm sai, thì tôi nghĩ cái điều đó chắc có lẽ là khó thuyết phục được, phải không anh Vũ Hoàng Linh? Mình nghĩ là cái thời gian là để cho Trung Quốc, phía Việt Nam đang mong mỏi là phía Trung Quốc càng ngày càng có thêm áp lực để mà có thể có những cái hành động khác, chứ không phải là để họ nhận ra họ sai. Dĩ nhiên họ nhận sai là họ phải hiểu ngay từ đầu rồi, nhưng mà có lẽ họ Việt Nam đang tìm cái áp lực của thế giới dồn vào cái đó, là cái mà tôi đang nghĩ như vậy. Và nếu mà anh theo dõi cái hội nghị vừa rồi thì anh cũng đã biết Shangri-La đó. Thế thưa, trên cái đoạn đường của anh đi, có khi nào anh tiếp xúc được với những chiếc tàu mà đã bị hư hại bởi những cái cuộc mà gọi là phun nước rồng của phía bên tàu Trung Quốc không? Cảm ơn anh Đoàn Trọng rất nhiều cho cái câu hỏi đó. Đúng là câu hỏi tôi đang đợi anh hỏi. Vì không có cái cơ hội để mà xem trực tiếp những cái trận đó, cho nên tôi lại rất tranh thủ thời giờ để mà tìm hiểu, phỏng vấn với những cái tàu đã bị như vậy. Ngay chiếc tàu tôi đi được đưa ra từ cảng Sông Thu là từ bằng tàu của cảnh sát biển, tuy nhiên ngay sau đó ra ngoài tới nơi đã đưa qua cái tàu của ngư kiểm ngư, là tàu 767 của kiểm ngư, thì chính cái tàu đó đã bị phía Trung Quốc đâm nhiều lần. Và trong một lần như vậy thì là họ để lại rất nhiều những cái chứng cứ, là khi mà tông vào đó thì họ để lại những cái mảnh mà che chắn cái phía bìa của cái tàu đó, những khúc dài dài, và tôi đã chiếu trên Formosa TV. Ngay cả cái khi mà đâm vào đây, tôi có mang vào đây một cái, là đây là một cái đèn ở trên rất cao ở trên tàu, và đã bị tông vào và đã bị rớt xuống, và rất may mắn mình nhìn thấy như vậy, và mình được một anh cán bộ ở trong tàu, ở trong đó anh đó là người kể lại câu chuyện rất là gây cấn. Anh đã tặng cho mình cái này để mang về làm kỷ niệm. Vâng, cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi, và đặc biệt là anh Vũ Hoàng Linh là một người có mặt tại hiện trường. Nhưng có một vấn đề mà chúng tôi sẽ nhờ nhà báo Nguyễn Cần
vì nhà báo Nguyễn Cần đã từng tham khảo rất nhiều tất cả các tài liệu là vấn đề công lý, vấn đề công pháp quốc tế, cũng giống như vấn đề tất cả những vấn đề thư kiện mà hôm qua thì như quý vị đã tin, tất cả các báo chí đều cho biết rằng là phía bên Trung Quốc là họ được nhận một cái lệnh là phải gửi lại một cái statement cho đến tháng 12 sau khi Philippines đã đưa đơn thư kiện tại nhà một cái tòa án tại Hòa Lan. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị một ít thông tin thương mại và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chúng tôi trong chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề. Và kính thưa quý vị, đi vào phần cuối chương trình, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Vũ Hoàng Lân và cũng giống như nhà báo Nguyễn Quân đã dành thời giờ đến với chúng tôi trong chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề hôm nay. Thế thưa anh Vũ Hoàng Lân, thì chúng tôi cũng biết anh đã có đi về Trường Sa. Thì ngày nay tất cả các tin tức cho thấy rằng tất cả những tàu vận tải chuyên chở nhiên liệu và nguyên liệu đến để xây dựng một, có thể nói một cái runway ở cái đảo Gạc Ma. Chắc quý vị cũng biết Gạc Ma là một cái nơi mà gần trên 80 binh sĩ của Hải quân chúng ta đã hy sinh với giặc Tàu Cộng. Thế thưa anh, thấy cái tình hình mà anh, cái cách xa giữa cái đảo Việt Nam bây giờ với Gạc Ma, thì anh thấy cái tình hình ở đó có cái sự yên ổn hay là ngày mai sẽ cũng xảy ra một vấn đề như hiện gì đang xảy ra tại HD981 thưa không anh? Chuyện mà xảy ra đánh nhau hay không thì tương lai mới biết được, nhưng mà cái chuyện mà tôi nhìn thấy được thì tôi mới có thể xác nhận. Trong chuyến đi Trường Sa vừa qua, có nghĩa là chuyến đi thứ ba ra Trường Sa của tôi trong chương trình Phobosa TV đó, thì lần này đi ngang qua Gạc Ma thấy có khác nhiều so với lại hai lần trước. Mỗi lần họ đi họ đều có dừng lại ở một cái khu vực ngay trong cái vùng biển đó, gọi là vùng biển của cụm đảo sinh tồn gồm có Gạc Ma, Landau và Colin, để mà làm một cái lễ tưởng niệm cái trận hải chiến năm 1988. Thì lần này khi mà dừng lại, gần nhất là dừng lại ở đảo Colin, nhìn qua cái phía đảo Gạc Ma đó thì thấy rất khác, là coi như là nó không còn một cái điểm nhỏ nữa mà là đất cát ở dưới đó, họ hút từ ở dưới, họ hút để mà làm cho cái đảo nó to ra, trắng xóa. Nhìn trên ống nhòm thì thấy rất rõ là cái đảo nó to ra hơn rất nhiều lần. Xung quanh đảo thì tàu rất lớn, tàu chiến, tàu theo được biết nữa là tàu chiến, tàu tên lửa, tàu hộ tống xung quanh rất nhiều, và tàu hút cát nữa. Đó là những cái hình ảnh mà tôi thấy sau cùng ở đảo Gạc Ma. Và cái anh ở các báo xung quanh, báo Thanh Niên gì nọ, họ đi họ cũng đã về, họ chụp, họ đưa lên rất rõ trên các trang báo Thanh Niên ngay sau những ngày. Vâng, cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân. Có một câu hỏi mà chúng tôi nhờ anh chuyển tiếp đến phía giới chức thẩm quyền của bên Việt Nam, là dĩ nhiên chắc anh có những cái lần phỏng vấn thì cơ hội. Thì sáng nay ông Lê Hải Bình tuyên bố trả lời một phóng viên của AP, thì ông cho ta biết rằng khi phóng viên AP hỏi ông rằng là cái sự xâm nhập giàn khoan 981 cũng giống như bắn tất cả tàu của thuyền dân Việt Nam thì gây nên một cái làn sóng căm phẫn và gây nên những cái cuộc biểu tình tại Việt Nam. Thế tại sao chính phủ lại ngăn chặn không cho người ta biểu tình? Thì ông Lê Hải Bình trả lời rằng đó là những cái tin sai lầm, và ông nói rằng ông vẫn cho biểu tình như thường. Thế khi nào anh có điều kiện ông phỏng vấn mấy ông Bộ Ngoại giao bên kia, ông hỏi dùm là nếu người Việt hải ngoại họ muốn về tổ chức một cái cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Trung Cộng thì họ có cho hay không? Đó là cái câu hỏi mà tôi cũng muốn, tại vì một số người ở đây họ cũng muốn về để biểu tình trước tòa đại sứ Trung Cộng, đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội. Vâng. Câu hỏi đó rất hay. Câu hỏi đó rất hay, nhưng mà có lẽ là không cần phải chuyển lời đâu, vì chương trình Little Sài Gòn TV qua anh Đoàn Trọng như thế này thì mọi người trong nước cũng đã nghe được rồi. Nhưng mà anh các ký giả ngoài quốc họ hỏi cái đó quá nhiều rồi. Dạ. Yeah. Họ hỏi nhiều rồi. Nhưng mà có cho không ơi? Bây giờ tại sao không cho biểu tình? Thì lúc nào họ cũng nói cho, nhưng mà biểu tình là người của chính phủ. Phải nói như vậy. Thách đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc đi ra một đống vậy là nhóm đó là chính. Còn mấy cái người mà họ thấy là nguy hiểm, có thể là kích động, là trần ngay từ nhà rồi. Vâng. Thế nên mình thấy cái chuyện đó, họ... Anh về Hà Nội, anh thấy sao về cái lời nhà báo Nguyễn Cần nói nè? Cái đó thì mình không xác nhận được, nhưng mà mình có điều thế này. Cái lần đầu tiên, cái ngày đầu tiên mà biểu tình lúc đó là rất được thoải mái đó. Và các báo cũng đưa tin. Và tôi cũng biết được là do một cái bản tin trên online của... trên mobile của Thanh Niên họ bắn ra. Thì tôi nhận được cái thứ đó vào lúc 8 giờ mấy đó. Tôi chạy ra ở ngay trước tòa đại sứ Trung Quốc ở... Hà Nội, và tôi có một cái tường trình rất là cụ thể cái bữa đó. Thì mình nhìn thấy đó, rất nhiều người biểu tình từ nhiều cái cuộc biểu tình khác. Họ sau đó tôi cũng có nói chuyện riêng, họ cũng là những người họ rất bức xúc, và họ cũng cho, có những người họ nói là họ vẫn biểu tình mà họ cũng còn lo lắng bị gọi là
làm khó như những cuộc biểu tình trước, nhưng mà lại họ lại không bị, lần này họ rất vui. Nhưng mà sau đó chúng ta đã biết là sau đó là cái tuần sau bị cái vụ ở Hải Dương và cái vụ ở Hà Tĩnh bạo động, do vậy sau đó là biểu tình. Nhưng mà cái lời bình luận của anh ký giả Nguyễn Cần ở đây, nhà báo Nguyễn Cần ở đây, thì anh có thuyết phục anh được không, hay là anh nghĩ về cái điểm nào, về vấn đề biểu tình là coi như là đã sắp đặt hết phải không? Mọi chuyện là sắp đặt hết đó. Bây giờ là đổ tội cho thứ nhất là gián điệp Trung Quốc, thứ hai là Việt Tân, thứ ba là bọn du đảng đó. Nhưng mà thật ra thì cái đó họ làm. Anh thấy cái đó có thuyết phục anh được không? Chắc chắn như vậy. Nếu mà nói là sắp đặt hết thì tôi nghĩ là chắc khó đó. Tại vì đông người quá, làm sao sắp đặt hết. Khó sẽ được. Có một cách nào đó để mà có thể điều chỉnh, có thể control một cái phần nào đó thì có thể. Bởi vì họ nói rằng là cái ngày Chủ nhật là gần như từ nông thôn cho đến thành phố, nơi nào họ cũng tổ chức biểu tình cả. Nhưng mà nếu anh cảm thấy ngày 6 là bắt đầu thưa nhà báo Nguyễn Cần, nếu mà anh Vũ Hồng Lân anh trả lời để gây khó khăn cho anh trong những lần về thì chúng ta cũng nên đừng để anh trả lời làm gì nữa. Bởi vì cái đó thì thấy quá rõ rồi. Thế trở lại vấn đề bây giờ, thưa anh Vũ Hồng Lân với nhà báo Nguyễn Cần, cái vấn đề mà nhiều người trong nước cũng giống như tất cả mọi người trên thế giới đều bàn đến và nghĩ đến là vấn đề đưa cái vấn đề Việt Nam ra công pháp quốc tế. Nhà báo Nguyễn Cần, ông cũng là tham khảo ông về rất nhiều về luật pháp, thì ông nghĩ cái vấn đề này như thế nào? Thì ngày hôm nay luật sư Tạ Văn Tài viết hai bài luôn, nói về vấn đề công hàm của Phạm Văn Đồng là một trở ngại. Cái thứ hai là cái bây giờ kiện thì kiện ở tòa nào đó, đặt hai vấn đề như vậy mà ông viết theo cái kiểu nghĩa là tuyên truyền thôi, nghĩa là chúng ta sẽ thắng trong tất cả mọi trường hợp như vậy. Nhưng mà đi kiện nó không phải dễ như vậy. Bây giờ Philippines khi họ nạp đơn vô kiện đó, thì họ kiện hai cái. Thứ nhất là cái đường lưỡi bò, họ gọi là Việt Tàu gọi là vùng nước lịch sử, mình gọi danh từ bình dân là đường lưỡi bò. Thứ nhất là cái đó bất hợp pháp, thì Philippines nó tin chắc cái đó là ăn. Còn cái thứ hai, tranh chấp quyền trên các đảo, thì họ nói rằng là kiện mình có những lý lẽ của họ, mình nhưng mà bên kia cũng có những lý lẽ của anh họ. Vừa mới nói họ là ai? Họ là bên Trung Quốc. À, Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc, anh biết trong cái luật biển, khi mà anh ký cái luật biển, họ có một cái khoản gọi là bảo lưu. Nhưng mà không nhẽ Trung Quốc, họ là Trung Quốc, họ nói là no, cái đó là đúng rồi, anh cứ thưa tôi, họ phải bảo vệ chứ. Thôi tôi muốn nói với anh đây này, bởi vì thế này, trong cái luật biển, khi mà ký để gia nhập luật biển, thì nó có một điều khoản gọi là bảo lưu. Thì trong điều khoản bảo lưu đó, Trung Quốc nó ghi vào ở trong á, tôi không chấp nhận những cái tòa án luật biển là một, không chấp nhận tranh luận về cái vấn đề vùng nước lịch sử là hai. Thì mới hết rồi có gì nữa. Nhưng mà anh nghĩ rằng là theo nhà báo Vũ Hoàng Lân nghĩ rằng là cái vấn đề mà thư kiện người dân Việt Nam anh về đó, thì anh thấy người ta có mong đợi vào cái giải pháp đó không, thưa anh Vũ Hoàng? Ngoài này mong đợi hơn trong nước. Không thì phải để anh chưa về trong nước làm sao anh biết được về không? Mà tôi biết ngoài này là ngày nào cũng nói kiện hết. Nào bây giờ thì chúng tôi phải hỏi cái người mà có mặt ở Sài Gòn, Hà Nội mới chắc chắn. Trong nước cũng đòi kiện, ngoài này đòi kiện. Đó là cái lý do để mà tạo cho chính quyền, rằng gây khó khăn cho chính quyền. Đó, mục đích là như thế. Chứ không phải là mục đích biết kiện ăn hay không ăn, cái đó không cần. Nghĩa là cứ hô kiên để cho làm cho thằng chính quyền người ta gọi là cuống đít đó. Dùng cái danh từ đấy. Nhưng mà như theo cái sự hiểu biết của tôi rất là thô thiển, thì tôi nghĩ nếu mà chúng ta đưa vấn đề ra mà đang thư kiện với nhau thì cái vùng đó trở thành cái vùng đang tranh chấp, thì lại dĩ nhiên chúng ta nó có những cái quyền lợi hơn là cái vùng mà họ được họ thống trị. Nhưng mà vẫn nhờ nhà báo Vũ Hoàng Lân cho biết là tình hình người dân ở Đà Nẵng, ở Hà Nội. Trước khi trả lời câu đó, tôi cũng muốn thêm một cái phần. Tôi hoàn toàn đồng ý với lại cái lý lẽ của nhà báo Nguyễn Cần là kiện thì rất khó khăn, kiện như thế nào, kiện ở đâu, kiện bằng cách nào, kiện làm sao thắng, thì cái điều đó rất khó khăn. Nhưng mà tôi nhìn góc độ kiện ở một cái góc độ khác, nếu có xảy ra việc kiện là cho thấy ngay là cái việc là nó đã có tăng cấp độ sức mẻ, tăng cấp độ mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cái đó là cái góc độ tôi nhìn thấy. Còn trả lời cái câu người Việt Nam thì tôi cũng nhận thấy là người dân đó, thì họ rất là nóng máu, họ muốn thậm chí không phải là chỉ kiện nữa, họ muốn đánh nhau luôn. Nó biểu hiện qua những cái việc mà biểu tình và những cái sự hô khẩu hiệu rất là cương quyết của người dân ở nhiều nơi ở trong nước. Dĩ nhiên nhà nước thì họ có vẻ bình tĩnh hơn, họ control hơn trong mấy cái, họ tự chủ hơn trong mấy cái việc đó, thưa anh. Kính thưa quý vị, như anh Vũ Hoàng Lân đã nói, cũng giống nhất nhiều người đã nói, đến vào một cái khúc quanh lịch sử, chúng ta cần phải tỏ cái thái độ và chúng ta cần phải nói lên lập trường cứng rắn của chúng ta. Lẽ dĩ nhiên nhà báo Nguyễn Cần thì cái ý của nhà báo Nguyễn Cần thắng hay thua, chúng tôi chưa nói đến vấn đề đó vì chúng ta không ai biết được. Nhưng có một điểm tất cả mọi người đều biết được rằng khi cái sự kiện đưa ra là coi như mối tình của Việt Nam và Trung Quốc coi như đi đến
là gặp luật sư Phạm Đạo Bạch Tuyết. Cái điều đó có phải như vậy không? Thì đó là cái điểm mà hôm nay mỗi tuần một vấn đề chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hy vọng gặp lại quý vị vào tuần tới.